Ngủ đi. Trời ơi, buồn ngủ mà cũng đi theo chồng đi coi ca nhạc nữa. Làm ca đêm về mệt quá hả? Ngủ tiếp đi. Sân khấu á, sân khấu rộng lắm, đi lên nó ngủ à. Ướt gì vậy, bây giờ có cái giường người ta nằm ngủ. Như là chị ấy con vợ mới đi mà. Cố lên Quang, thắng đi, đi ăn vợ. Có gì còn để năm. Nhà cái tay đi mấy người, ba người đó hả? Bờ, 4 người, anh em chở, anh nhiều chở, anh chị Tư với hai vợ chồng chị với em. Anh chị Năm đi với bạn. Tông ba kìa. Bà Thơ, Văn Trinh đó, đi vòng vòng nó coi mặt ai buồn mà không thấy mặt ai buồn hết. Trời ơi sao đẹp quá vậy ca sĩ. Nhanh lên 6 giờ rồi. Đợi chị vô nó mới hát. Thanh Tùng xin gửi lời chào đến quý khán giả tối ngày hôm nay. Thanh Tùng sẽ là MC của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên, cho Thanh Tùng xin tràng phát tay đầu tiên, không phải cho nghệ sĩ, không phải cho ban tổ chức, mà phải là những người hùng sau lưng của Thanh Tùng. Họ đến đây từ rất sớm, tập dượt với các ngôi sao cho tới 5 giờ rưỡi chiều của ngày hôm nay. Vừa tập dượt xong mỗi chàng một khúc bánh mì và rồi trở ra sân khấu chơi nhạc suốt đêm. Và phải nhờ họ đêm nay các ngôi sao hát mới hay. Giúp Thanh Tùng tràng pháo tay thật dài thật giòn cho đệ nhất ban nhạc Rotterdam. Mấy đứa này á, hồi xưa là fan club của bà Tám Tâm Nơ. Bây giờ nó nhảy qua Mỹ Tâm hết trơn. Em ba người à. Rất là ba người à. Em hỏi chị fan club gì mà bản phúc quá. Nhà có cái cây càng của một ca để làm thơ chứ anh cũng không biết. Chứ bởi vậy sao mà nói ai làm có mang club được. Không, thì em chỉ muốn được
trên trưởng dẫn đi ăn đúng rồi. Mỗi tháng một lần. Ủa chị hay. Mỗi tháng em. Mình vé rồi em ăn xem tôi thích chưa. Có trang chỉnh người đồ ăn ngon. Ba chị nhé. Hay ở ngoài có trang gì chị? Trang loại nhà đẹp không? Nhà đẹp mấy con. Đẹp nhất trên trang. Trang là trang cái gì? Trang để làm cho hơi cho ăn. Không ăn được. Bạn bè. Con nè. Con lê không? Cái sáng bằng quang không? Anh cái tay hay quá. Áo quà sinh nhật cho anh Quang nha. Ừ đúng rồi. Cách đây mấy ngày là tổ chức sinh nhật Quang ở đây luôn nè. Thiếu mỹ phẩm đó. Nhắn quà luôn hả? Đâu? Cho anh coi với mấy con ra. Ủa? Cái gì? Cái gì vậy? Em là quà của anh nè. Trời chết cha nè. Lấy không? Wow. Wow. Yeah. Trời ơi, sướng chưa? Ủa quà sinh nhật của chị đâu? Nằm mơ, nằm mơ. Nằm mơ. Nằm mơ. Là bỏ mắt ra đi. Cái gì cũng được. Nhì mơ đi chị. Mơ đi chị. Nằm mơ đi. Nằm mơ đi nào. Ồ, có trái luôn rồi. Mới đúng rồi bây giờ. Đến bao giờ mới lên trời. Thôi rồi, ok. Anh Đạt. Cảm ơn anh Đạt. Ủa, Đạt về luôn hả? Bye bye. Ok, bye anh Đạt nha, gặp lại anh ạ. Đây cho tôi 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 đi nha, khỏe nha. Bye chị Chi, bye em nha. Cứ đợi mấy cái show sau nha. Đi show, đi show có đi show đi đi hết nhiều nhiều chút nha. Bye chị nha. Có gì alo. Ok. Ba chị Linh, cảm ơn chị Linh nha. Ủa xe chị bốc ở trong rồi. À, anh ủa đúng rồi. Ai mua xe giờ xe có ai bay màu trắng bự như vậy? Xe mình. Vậy hả? Wow. Dũng à. Lái xe được không? Ừ, ừ. Yeah. Mộ hai ba mấy tám kìa. Mấy nó còn năm sau mới gặp em lại.
Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.